Xin chào tất cả các em. Chúng em chào chị ạ. Các em ơi, trên tay chị là rất nhiều những bức ảnh về con vật. Vậy thì bây giờ chị đố các em, đây là con gì nào? Con là... À đúng rồi, giỏi quá. Thế đây là con gì? Không phải rồi, đây là con ngỗng đấy các em ạ. Còn đây là con gì nhỉ? Con gì? À đúng rồi, giỏi quá. Hôm nay chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện về chú gà trống, chú ngỗng và chú vịt xinh đẹp này nhé. Câu chuyện có tên Gà trống và vịt bầu. Gà trống và vịt bầu là đôi bạn chơi với nhau rất là thân. Gà trống thì tính tình kiêu căng, còn vịt bầu thì hiền lành, ngoan ngoãn và rất là tốt bụng. Một hôm, hai bạn xin phép bố mẹ của mình rủ nhau đi chơi. Và bố mẹ đã dặn hai bạn rằng các con đi chơi hoặc đi đâu, muốn làm gì thì phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm nhé. Vâng lời bố mẹ, hai bạn vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Đến một khúc sông rộng, vịt bầu với bảo gà trống: Gà trống ơi, bên kia sông cảnh đẹp lắm. Gà trống nhìn thoáng qua rồi nói với vịt bầu: Ừ nhỉ, chúng mình sang bên kia sông chơi đi. Vừa nghe vịt bầu nói, gà trống chợt nhớ lời mẹ dặn và suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Không được đâu, gà trống ơi, khúc sông rộng thế này, mình thì bơi được, còn bạn thì biết làm sao? Bạn không nhớ lời bố mẹ dặn à? Vịt bầu vừa nói dứt lời thì gà trống liền đáp ngay: Ôi dào ơi, cậu biết bơi thì cậu cứ bơi, còn mình có cánh thì mình bay. Vịt bầu chưa kịp ngăn chặn bạn thì gà trống đã vỗ cánh bay vèo. Nhưng đến giữa sông, gà trống nhìn xuống dòng nước đang chảy chóng mặt và mỏi cánh quá, không thể bay được nữa. Gà trống bị rơi tõm xuống sông. Gà trống kêu thất thanh: Cứu mình với, vịt bầu ơi! Cứu, cứu mình với! Vịt bầu vội bơi ra giữa sông để cứu gà trống. Nhưng gà trống vừa to và lúc này thì uống một bụng nước đầy, nên vịt bầu chẳng làm sao đưa gà trống lên bờ được. Cũng may lúc đó bác ngỗng nâu đi qua và đã đưa gà trống lên bờ. Được vịt bầu và bác ngỗng nâu cứu sống, gà trống ân hận lắm. Từ đó gà trống bỏ được tính kiêu căng. Câu chuyện đến đây chị kể là hết rồi, các em thấy thế nào? Chị Hà Linh rất là khen các bạn của chúng ta hôm nay đã ngồi rất ngoan và lắng nghe câu chuyện của chị kể. Và bây giờ chị muốn các em cùng tham gia một trò chơi với chị. Các em có thích không? Có. Vậy thì bây giờ chị sẽ chia các bạn thành hai đội, hai hàng như này nhá. Và chị đố bạn nào, đội bên nào mà hát được chữ gà đầu tiên. Có bài hát nào về con có chữ gà nhỉ? Đố, chị đố bạn nào biết nhỉ? Chị mời em. Em thưa chị là con gà gai lè te sàn rồi ai ơi. Gà gai lè te sàn rồi ai ơi. Sáng sớm lên rồi giờ đi thôi ai ơi. Rừng và cỏ xanh ai ơi. Bravo. Mặc dù là bạn của chúng ta hát chưa đúng lời cho lắm, nhưng mà trong bài hát vừa rồi chị Hà Linh cũng đã tìm thấy từ gà. Xin chúc mừng. Và bây giờ chị đố đội nào có thể hát được trong bài hát có chữ vịt. À mời em. Thưa chị, em hát bài hát một con vịt ạ. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu vàng quát 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 quạt quạt quạt. Gặp hồ nước nó bì bà bì bom, lúc lên bờ nó vẫy cánh cho hồ. Giỏi quá, các bạn của chúng ta thưởng cho bạn Thùy Dương một tràng pháo tay nào.
Như vậy là tỷ số của chúng ta đã là 1-1. Và để phân thắng bại thì bây giờ chị đố đội nào có thể hát được một bài hát mà trong đó có từ mèo. À, chị xin mời bạn áo đỏ. Em hát chị, em hát về con mèo ạ. Mèo 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 rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liêm lam, đau mắt rồi lại khóc meo meo. Rồi, xin thưởng cho bạn một tràng pháo tay và chị rất là khen ngợi các em hôm nay đã tham gia trò chơi rất là tích cực. Và chị sẽ có một món quà để gửi tặng cho các em. Các em ơi, vừa rồi thì chúng ta đã chơi một trò chơi về âm nhạc rất là vui. Và bây giờ chị đố chúng mình biết, chị vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì vậy nhỉ? Gà trống và vịt bầu. À đúng rồi, vậy trong câu chuyện của chúng ta có những nhân vật nào? Có những nhân vật nào? À mời em. Em thưa chị, trong câu chuyện gà trống và vịt bầu có vịt bầu và gà và ngỗng ạ. À, rất là khen em đã nhớ câu chuyện của chị. Và trong câu chuyện này thì chú gà trống tính tình như thế nào nhỉ? Có bạn nào biết không? Gà trống của chúng ta tính tình như thế nào nhỉ? Em thưa chị là gà trống có tính tình là kêu căng ạ. Đúng rồi. Vậy thì chú vịt bầu của chúng ta tính tình như thế nào nhỉ? Trái ngược lại với chú gà trống thì chú vịt bầu của chúng ta tính tình như thế nào nhỉ? Mời em. Em thưa chị, vịt bầu ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng ạ. Đúng rồi. Chú vịt bầu của chúng ta thì rất là hiền lành và tốt bụng. Và một hôm, hai bạn xin phép bố mẹ rủ nhau đi chơi. Bố mẹ của hai bạn dặn rằng các con đi chơi hoặc đi đâu, muốn làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm nhé. Hai bạn vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Đến một khúc sông rộng, vịt bầu mới bảo gà trống: "Gà trống ơi, bên kia sông cảnh đẹp lắm." Gà trống nhìn thoáng rồi nói với vịt bầu: "Ừ nhỉ, chúng mình sang bên kia sông chơi đi." Vịt bầu nghe gà trống nói nhưng chợt nhớ lời mẹ dặn, liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời bạn gà trống sao nhỉ các em? Chị mời em. Bạn vịt bầu nói là không được đâu bạn gà trống ơi, mình thì biết bơi thì cậu làm sao? Giỏi quá! Các bạn là thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào. Đúng rồi đấy các em ạ. Bạn vịt bầu chưa kịp ngăn chặn gà trống thì gà trống đã vỗ cánh bay vèo. Nhưng đến giữa sông, gà trống nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, chóng mặt, mỏi cánh, không thể bay được nữa. Gà trống đã bị rơi tõm xuống sông. Gà trống kêu thất thanh: "Cứu mình với vịt bầu ơi! Cứu, cứu mình với!" Vịt bầu lúc này vội bơi ra giữa sông để cứu gà trống. Nhưng gà trống vừa to, vừa uống một ngụm nước đầy nên vịt bầu chẳng làm sao đưa gà trống lên bờ được. Vậy lúc đó đã có ai có mặt để kịp thời đưa bạn gà trống của chúng ta lên bờ nhỉ? Có bạn nào biết không? À, chị mời em nào. Chị đại bác cũng đâu ạ? Và bác ngỗng nâu của chúng ta đã kịp thời đưa gà trống lên bờ. Được vịt bầu và bác ngỗng nâu cứu sống, gà trống lúc này mới rất là ân hận. Từ đó thì gà trống của chúng ta đã bỏ được tính kiêu căng và luôn nhớ lời bố mẹ dặn. Qua câu chuyện gà trống và vịt bầu thì các em học được điều gì? Ngoan ngoãn và vâng lời bố mẹ. À đúng rồi đấy các em ơi, qua câu chuyện gà trống và vịt bầu
Các em phải học tập bạn vịt bầu ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, không kiêu căng, để mọi người yêu quý mình nhé các em nhé. Vâng ạ. Câu chuyện đến đây chị kể là hết rồi. Và bây giờ thì các em có muốn tham gia cùng tô tranh những con vật mà chị Hà Linh đã kể trong chương trình ngày hôm nay không? Có ạ. Rồi, xin mời các em. Phải tô hết cái viền như này nha thì màu của chúng ta mới lên đều được. Đây em tô đi. Em tô xong chưa? Bạn này có một con vịt màu nâu rất là đẹp nha. Lần đầu tiên chị Hà Linh nhìn thấy một chú vịt một màu nâu rất là tây như này đấy. Đây mình nghiêng cái bút ra. Mình nghiêng cái bút sang mình trà thì nó sẽ đều hơn. Như vậy là chị thấy là các em của chúng ta đã hoàn thành những bức tranh của mình rồi. Và bây giờ chị mời các em cùng với sản phẩm của mình ở trên tay đứng lên đây để mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng bức tranh của các em. Rồi, mời các em sang đây. Các em ơi, ngày hôm nay thì chị thấy những bức tranh của các em rất là đẹp và vô cùng là sắc màu. Chị không nghĩ là sức tưởng tượng của các em lại phong phú như thế vậy. Và ngày hôm nay thì chị hy vọng rằng các em sẽ học được những bài học hữu ích từ câu chuyện Gà Trống và Vịt Bầu. Qua đây thì chị mong muốn rằng là các em sẽ luôn học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ và không được học tính kiêu căng của bạn Gà Trống các em nhé. Các em thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Cùng Bé đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.